cái chết có thật đáng sợ không? Mạng sống mong manh, cái chết là điều chắc chắn. Đó là câu châm ngôn nổi tiếng trong Đạo Phật. Biết rõ cái chết là điều chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người phải đương đầu, chúng ta không nên sợ chết. Theo bản năng, tất cả chúng ta đều sợ chết vì chúng ta không biết làm sao để tránh khỏi nó. Chúng ta thích bám víu vào đời sống, vào thân xác của chúng ta, vì vậy trở nên đầy tham dục và luyến ái. Một đứa nhỏ ra đời đem niềm vui và hạnh phúc cho những người thân yêu, dù người mẹ đau đớn cùng cực lúc sanh nhưng vẫn vui mừng và thích thú ngắm nhìn đứa con mới sanh. Người mẹ cảm thấy được đền bù xứng đáng sau nhiều khó khăn đau đớn phải chịu đựng. Tuy nhiên, đứa trẻ lọt lòng ra đã khóc, hình như nó muốn nói ra nó cũng phải chịu đau khổ của kiếp người. Đứa trẻ trở thành một thiếu niên, rồi trưởng thành, tạo các loại hành vi tốt và xấu, rồi nó trở nên già nua và cuối cùng từ giã cõi đời này, bỏ lại bạn bè và thân quyến đau buồn. Đó là bản chất cuộc sống của một con người. Con người cố gắng tránh khỏi nanh vuốt của tử thần, nhưng không một ai có thể thoát khỏi. Đến lúc gần chết, đầu óc liên tưởng đến của cải tích lũy và lo sợ quá đáng về những đứa con thân yêu của mình. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, con người lo lắng quá sức về thân xác quý báu của mình, mặc dù với sự chăm sóc chu đáo và cẩn trọng, nhưng nay đã suy nhược, kiệt quệ và tan rã. Thật đau đớn khi phải xa lìa thân xác, không thể chịu đựng được thế nhưng không tránh nổi. Đó là tâm trạng của mọi người khi từ giã cõi đời này với than vang rền rĩ. Sự đau đớn về cái chết thật là khủng khiếp. Đó là thái độ của kẻ do ngu muội mà ra. Sợ chết. Con người lo âu không phải vì ngoại cảnh mà vì hy vọng và tưởng tượng về đời sống tương lai của mình. Cái chết chẳng hạn, tự nó không khủng khiếp và khiếp sợ hay kinh hãi, chỉ do tâm trí của chúng ta tưởng tượng mà ra. Chúng ta thường không đủ can đảm để đối đầu với ý tưởng về cái chết. Với những kẻ không dám đối đầu với thực tế, khổ đau thật sự khủng khiếp và không thể chấp nhận được. Nhưng nếu chúng ta biết đương đầu với sự thật, nó sẽ làm dịu bớt hay loại trừ cái khủng khiếp của sự sợ hãi. Đời sống ví như một viên đạn lao tới mục tiêu, tức là cái chết. Hiểu như vậy, chúng ta phải can đảm trực diện với hiện tượng tự nhiên này. Muốn được tự do trong đời sống, chúng ta phải không sợ chết. Sợ hãi chỉ đến với những kẻ không hiểu quy luật thiên nhiên. Dù ở đâu đi nữa, nếu có phát xuất thì sợ hãi chỉ phát xuất nơi người mất trí, điên khùng và không bao giờ phát xuất nơi người khôn ngoan. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh Anguttara Nikaya. Sự sợ hãi chỉ là trạng thái của tâm thần. Khoa học cho ta thấy quá trình của một cái chết ra sao. Cái chết chỉ là sự hao mòn sinh lý của cơ thể con người. Chúng ta đừng sợ hãi và tưởng tượng hay tiên đoán về những sự khủng khiếp không bao giờ đến để tìm cách chống lại. Một thầy thuốc nổi tiếng, Sir William Osler, nói như sau: theo kinh nghiệm hành nghề của tôi thấy hầu hết những người chết không đau đớn và sợ hãi. Một nữ y tá lâu năm nói: hình như thảm kịch lớn nhất đối với tôi là mọi người suốt đời bị nỗi sợ chết ám ảnh. Khi cái chết đến, ta thấy rằng nó cũng tự nhiên như bản chất cuộc sống. Rất ít người sợ chết khi đã sống trọn cuộc đời. Theo kinh nghiệm của tôi chỉ thấy có một người có vẻ sợ hãi. Một phụ nữ đã làm một điều dữ cho người chị, nay đã quá trễ để hối cải. Một điều lạ lùng và đẹp đẽ sẽ đến với dù là đàn ông hay đàn bà khi họ đã sống trọn đời. Tất cả sợ hãi, khiếp đảm đều biến mất. Tôi thường ngắm thấy tia sáng bình minh hạnh phúc trong ánh mắt của họ khi họ nhận thức được điều đó đúng. Đó là tất cả ơn huệ của tạo hóa. Vì tham sống nên sự sợ chết được hình thành một cách thiếu tự nhiên. Nó tạo sự lo âu trong đời sống. Vì vậy, con người sẽ không bao giờ dám mạo hiểm làm điều gì, cho dù đó là lẽ phải. Họ sống trong sợ hãi, lo lắng về bệnh tật và các tai nạn có thể xảy ra, cướp mất mạng sống quý giá của mình. Nhận thức chết là điều không thể tránh nổi. Kẻ yêu đời sống, trần thế sẽ đắm trong nhiệt thành cầu nguyện với niềm hy vọng linh hồn sẽ được lên thiên đàng.
không một ai có hạnh phúc giữa cơn lốc của sợ hãi và hy vọng như vậy. Đúng, thật khó có thể coi thường hay không lưu ý đến những bộc phát tự nhiên của bản năng để tự bảo vệ. Tuy nhiên, có một phương pháp để vượt qua sự sợ hãi. Hãy quên đi quan niệm về cái tôi. Hãy đem tình thương vị kỷ hướng ra ngoài, có nghĩa là làm lợi ích cho nhân loại và tỏ tình thương với người khác. Bất cứ ai không quên sự thật rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, và cái chết không thể tránh khỏi, sẽ hăng hái chu toàn nhiệm vụ với đồng loại trước khi chết. Làm được như vậy thì bây giờ cũng như mai hậu, mọi người chắc chắn sẽ chiêm ngưỡng, kính phục. Say mê phục vụ người khác, chẳng bao lâu chính bạn sẽ thoát khỏi cái tự kỷ luyến ái nặng nề, mơ ước, kiêu căng, tự phụ và tự tôn. Bệnh và chết. Bệnh và chết là việc xảy ra tự nhiên trong đời sống của chúng ta, và chúng ta phải chấp nhận điều đó với sự hiểu biết. Theo thuyết tâm lý hiện đại, nguyên nhân căng thẳng tinh thần là do việc không dám đương đầu và chấp nhận sự thật ở đời. Nếu không vượt qua hay khắc phục được sự căng thẳng đó, sẽ gây nên bệnh tật. Trong khi bệnh hoạn mà quá lo lắng hay thất vọng chỉ làm cho bệnh tăng thêm. Đối với những người có tâm hồn và hành động trong sạch, chết chẳng có gì đáng sợ. Mạng sống của chúng ta gồm có tâm trí và thể xác hợp thành, và vì vậy tâm trí và thể xác không chết riêng. Nghiệp báo do những hành động xấu của chúng ta đã gây nên trong đời trước theo chúng ta vào lúc tái sanh, khiến chúng ta phải chịu những khổ đau trong đời này. Những khổ đau đó có thể tránh khỏi nếu chúng ta cố gắng tạo công đức, sống một cuộc đời đạo hạnh và có những hành động tốt, bất cứ ở đâu hay bất cứ lúc nào. Làm như vậy, chúng ta có thể đương đầu với cái chết một cách can đảm và thực tế. Theo lời Phật dạy, chúng ta không nên tin tưởng vào một vị cứu tinh nào có thể lãnh gánh nặng và cứu vớt chúng ta ra khỏi hậu quả do những hành động sai lầm của chúng ta. Chúng ta luôn luôn nhớ tới lời khuyên của Đức Phật: hãy tin vào mình để tự cứu, hãy gắng sức và chuyên cần. Người Phật tử không sầu thảm và bi thương trước cái chết của thân nhân và bạn bè. Không có cái gì có thể ngăn cản được bánh xe nhân quả. Khi một người chết, nghiệp của họ tạo nên sẽ theo họ đến cuộc đời mới. Kẻ quen, người thân, bạn bè và thân quyến chỉ có thể tiễn đưa người chết đến quyệt mà thôi, trong khi người chết mang theo những hành động tốt hay xấu của mình. Những người còn sống nên chịu đựng sự mất mát trong bình tĩnh và hiểu biết. Chết là một tiến trình không thể tránh khỏi ở thế gian này. Đó là một điều chắc chắn trong vũ trụ này. Cánh rừng có thể trở thành đô thị, và đô thị có thể trở thành bãi cát. Núi có thể biến thành hồ. Sự biến dạng có thể xảy ra ở khắp nơi. Duy chỉ có cái chết là điều không đổi. Tất cả mọi thứ chỉ là tạm bợ. Chúng ta có cha ông, và cha ông của chúng ta cũng có cha ông. Nhưng bây giờ họ ở đâu, tất cả đều đã quá vãng. Đừng nghe kẻ ngụy biện cho rằng chúng tôi đang trình bày một quan niệm yếm thế bi quan. Đó là quan điểm thực tế nhất của chủ nghĩa hiện thực. Tại sao chúng ta lại không thực tế và mù quáng trước những sự kiện thực tế đó? Có phải cái chết thiêu đốt mọi thứ? Đúng vậy, nhưng đừng quên điều này: cái chết khiến mọi người hiểu rõ số phận của mình. Là dù cao sang đến đâu hay kỹ thuật và y khoa tiến bộ đến đâu đi chăng nữa, cái chết vẫn như nhau. Hoặc ở trong quan tài hay trở thành một nắm tro tàn. Sống và chết là một quá trình liên tục cho đến khi chúng ta trở nên hoàn hảo. Danh thơm còn mãi. Đức Phật dạy, thân xác của con người tuy thành tro bụi, nhưng danh tiếng của họ vẫn còn. Ảnh hưởng của kiếp trước đôi khi rất sâu và mạnh hơn ảnh hưởng của thân xác đang sống với một số khả năng hạn hẹp. Đôi khi chúng ta cảm nghĩ và hành động theo tư tưởng của những người mà xác thân đã trở thành tro bụi. Tư tưởng đó rất quan trọng trong mỗi hành động của chúng ta. Mỗi người sống là một phần thân xác của tổ tiên đã khuất. Trong ý nghĩ này, chúng ta có thể cho rằng những bậc anh hùng thời đại, những triết gia vĩ đại, các hiền triết, những thi nhân và nhạc sĩ của mỗi dân tộc đang sống với chúng ta. Vì chúng ta liên hệ đến những liệt sĩ và những nhà tư tưởng trong quá khứ, chúng ta có thể chia sẻ những tư tưởng khôn ngoan, những lý tưởng cao quý và cả đến âm nhạc bất diệt qua nhiều thời đại. Dù rằng thân xác đã chết,
nhưng ảnh hưởng của họ vẫn còn. Xác thân chẳng là gì cả, nó chỉ là sự tổng hợp trừu tượng, một hỗn hợp luôn luôn thay đổi của các thành phần hóa học. Con người phải hiểu rằng đời sống của mình như một giọt nước trong một con sông đang chảy, và nên vui vẻ đóng góp một phần của mình cho dòng sông cuộc sống. Không hiểu rõ bản chất của đời sống, con người sẽ bị chìm đắm trong vũng bùn ngu muội của thế gian và rên rỉ khóc than. Nhưng khi hiểu được thực chất của mình, con người sẽ từ bỏ tất cả những cái tạm bợ và tìm trạng thái vĩnh cửu. Trước khi đến trạng thái vĩnh cửu, con người phải đương đầu với cái chết này đến cái chết khác. Vì cái chết không nghĩa lý gì, con người không nên ngăn chặn sự tiếp diễn không ngừng cái dòng sanh tử. Theo đạo Phật, không có kiếp sống đầu và kiếp sống cuối cùng của chúng ta trên thế gian này. Nếu bạn làm điều thiện với lòng tin tưởng, bạn sẽ có một kiếp sau tốt đẹp hơn. Mặt khác, nếu bạn cảm thấy bạn không muốn tái sanh mãi mãi và muốn đi đến cứu cánh đó, bạn phải cố gắng phát triển tâm trí, loại bỏ mọi tham dục và tinh thần ô trược. Triết lý đạo Phật. Một vị thánh cao thượng đã đạt đến mức toàn hảo, không khóc than khi những người thân và những người gần gũi qua đời, vì Ngài đã hoàn toàn quét sạch hết mọi cảm xúc. Ngài Analuật, một vị A-la-hán, không khóc than khi Đức Phật qua đời. Tuy nhiên, Ngài A-nan lúc đó chỉ là một tu đà hoàng mới đạt được quả vị thứ nhất trong các bậc thánh, đã không kiềm giữ được khóc than. Các tỳ kheo than khóc phải nhớ quan điểm của Đức Phật về những hoàn cảnh có bản chất như vậy. Ông A-nan, có phải Đức Phật đã dạy chúng ta rằng những gì sanh ra, những gì tồn tại và những gì duyên hợp đều đi đến tan rã, thành, trụ, hoại, diệt? Đó là tính chất của duyên hợp. Khi duyên hợp xuất hiện rồi lại mất đi, có thành thì phải có hoại, và khi những duyên hợp đó hết, tịch tịnh hiện tiền. Những lời dạy trên đây mô tả nền móng cấu trúc của triết lý Phật giáo. Nguyên nhân của khổ đau. Nguyên nhân của các buồn phiền và khổ đau là do luyến ái dưới mọi dạng thức. Nếu chúng ta muốn tránh khổ đau, chúng ta phải bỏ luyến ái, không phải chỉ luyến ái người mà luyến ái của cải nữa. Đó là sự thật căn bản, là bài học mà cái chết dạy ta. Luyến ái cung cấp cho chúng ta nhiều thứ để thỏa mãn cảm xúc của chúng ta và dẫn ta vào con đường trần tục. Nhưng cuối cùng, luyến ái trở thành nguyên nhân của đau khổ. Nếu không học điều này, cái chết có thể tấn công và khủng bố chúng ta. Sự kiện này đã được Đức Phật soi sáng rõ ràng. Ngài dạy, cái chết sẽ mang con người đi khỏi dù người đó cố bám lấy con cái và của cải, giống như một trận lụt lớn cuốn sạch cả ngôi làng đang ngủ. Lời dạy này ngụ ý là nếu ngôi làng đó tỉnh thức và cảnh giác thì có thể tránh khỏi sự tàn phá của lũ lụt. Ai cũng phải chết. Chúng ta hãy nghiên cứu Đức Phật giải quyết vấn đề cho hai người vì luyến ái mà cái chết làm cho đau khổ. Một người là bà Kisagotami, đứa con trai duy nhất của bà ta bị rắn cắn chết. Bà ta bồng đứa con trai chết đến cầu cứu Đức Phật. Đức Phật bảo bà hãy đem đến cho Đức Phật một vài hạt giống cải mù tạt của một gia đình không có ai chết. Đức Phật sẽ chữa cho, nhưng bà ta không thể tìm thấy một gia đình nào mà không có người chết. Tất cả các gia đình mà bà ta đến thì không nhà nào là không khóc than hay đã khóc than về cái chết của người thân vào một lúc nào đó. Bà đã hiểu sự thật đắng cay, cái chết rất phổ biến, cái chết giáng xuống tất cả mọi người và không chừa ai cả. Buồn đau là di sản đối với mọi người. Một người khác được Đức Phật dạy là Patakara. Trường hợp của bà này buồn thảm hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà mất hai đứa con, chồng, anh em, cha mẹ và tất cả của cải. Buồn đau đến mất trí, bà đã lõa lộ chạy như điên như dại trên đường phố cho đến khi gặp Đức Phật. Đức Phật đã giúp bà trở lại bình thường bằng cách giảng giải cho bà nghe là cái chết là một hiện tượng tự nhiên của tất cả mọi người. Con đã đau khổ nhiều lần như thế này, chứ không phải lần này thôi. Patakara, con đã đau khổ nhiều lần trong những tiền kiếp của con. Đã lâu, con đau khổ vì cái chết của cha, mẹ, con cái và những người thân của con. Khi con đau khổ như vậy, nước mắt của con thật nhiều hơn nước ở biển cả.
Cuối cùng, Patakara nhận thức được cái vô thường của cuộc đời. Patakara và Kisa Gotami hiểu rõ cái khổ, và cả hai đều cảm nhận được sự đau khổ của cái chết. Bằng cách hiểu sâu xa đế thứ nhất của tứ diệu đế về khổ thì ba đế còn lại cũng hiểu được. Ngài nói: "Này các tỳ kheo, đây là khổ, nguyên nhân của khổ, đây là diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ." Năm uẩn. Chết là sự tan rã của uẩn. Những uẩn này là thọ, tưởng, hành, thức và sắc hay vật chất. Bốn nhóm đầu thuộc về tinh thần hay nama, hợp thành đơn vị của thức. Nhóm thứ năm, rupa, là vật chất hay vật lý uẩn. Sự phối hợp của tâm vật lý đó theo quy ước được đặt cho một cá nhân, một con người hay cái tôi. Cho nên, những cá thể hiện hữu như thế không phải là những cá nhân nào, mà là hai thành phần cấu tạo cơ bản của tinh thần và vật chất. Thành phần này là những hiện tượng hiếm. Chúng ta không coi năm uẩn là những hiện tượng mà là một thực thể, vì lẽ do cái tâm tự lừa dối của chúng ta, do ham muốn bẩm sinh của chúng ta cho những thứ nói trên là của ta để thỏa mãn cái ngã quan trọng của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được bộ mặt thật của sự vật nếu chúng ta chịu nhẫn nại và có ý chí. Nếu chúng ta quay vào nội tâm và quán chiếu bề sâu của tâm cảm, chú tâm và nhận xét một cách khách quan, không hề liên tưởng đến bản ngã trong một thời gian, như Đức Phật dạy trong kinh Satipatthana, chúng ta sẽ thấy năm uẩn không phải là một thực thể mà một loạt các tiến trình vật chất và tinh thần. Rồi chúng ta không còn lầm lẫn cho cái bề ngoài là thật. Chúng ta sẽ nhìn thấy năm uẩn này phát sanh và biến đi liên tục nhanh chóng. Chúng luôn luôn biến đổi từng phút từng giây, không bao giờ tỉnh mà động, không bao giờ là thực thể mà luôn luôn biến hiện. Tái sanh. Bốn uẩn hay thức và ba nhóm của yếu tố tinh thần, thọ, tưởng và hành, tạo thành nama hay đơn vị của thức, biến chuyển không ngừng, nổi lên rồi biến đi, không cùng một khuôn mẫu, vì những khuôn mẫu đó cũng biến hóa luôn. Chúng phải lập lại ngay một nền tảng tự nhiên mới. Sắc, một lớp vật chất tươi tốt như trước, để hoạt động điều hòa. Nghiệp quả, hành động như một định luật, và định luật này điều khiển việc sắp xếp năm uẩn sau khi chết. Kết quả là tái sanh. Yếu tố và năng lượng. Tóm lại, sự phối hợp của năm uẩn gọi là sanh, và sự hiện hữu của những uẩn đó được gọi là đời sống. Sự tan rã của chúng gọi là chết, tử, và sự tái phối hợp của những uẩn ấy gọi là tái sanh. Tuy nhiên, một người bình thường không dễ dàng gì hiểu được tại sao những cái gọi là uẩn đó lại có thể tái phối hợp. Chúng ta cần hiểu rõ bản chất của các yếu tố năm uẩn, năng lượng tinh thần hay sức mạnh tinh thần, định luật về nghiệp quả và sự song hành của năng lượng vũ trụ, khí rất quan trọng. Một số người cho rằng cái chết là sự tan rã của năm uẩn và sau đó chẳng còn gì tồn tại nữa. Có người lại cho rằng chết có nghĩa là sự chuyển tiếp linh hồn từ một thân xác này đến một thân xác khác. Và với một số người khác nữa, chết là sự kìm giữ vĩnh viễn một linh hồn chờ đợi ngày xét xử. Tuy nhiên, với Phật tử, chết chẳng là gì cả, mà chỉ là sự tạm chấm dứt một hiện tượng tạm thời. Chết chưa phải là một sự hủy diệt hoàn toàn của cái gọi là chúng sanh. Nguyên nhân cái chết. Theo Đạo Phật, chết xảy ra do một trong bốn nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, mạng căn hay thọ mạng của chúng sanh mỗi loài đã hết. Cái chết này mạng triệt, ayukhaya. Thứ hai, sức hành của nghiệp tạo nên đời sống đã kiệt. Cái chết này gọi là kamakhaya, nghiệp dĩ. Thứ ba, sự chấm dứt cùng một lúc của hai nguyên nhân trên, upayakhaya. Thứ tư, cuối cùng có thể do những hoàn cảnh bên ngoài như tai nạn, biến cố bất ngờ, hiện tượng thiên nhiên hay nghiệp quả từ kiếp trước không đề cập tại điều hai. Cái chết này còn gọi là
Upacharake. Có một sự tương đồng rất đúng để giải nghĩa bốn trường hợp chết trên đây. Một ngọn đèn dầu có thể tắt do một trong bốn nguyên nhân. Thứ nhất, bất trong ngọn đèn đã cháy hết. Điều này giống như cái chết vì thời gian cho một kiếp đã hết. Thứ hai, dầu đã cạn giống như nghiệp lực đã hết. Thứ ba, dầu và bất đã cháy hết cùng một lúc, giống như cái chết do cả hai nguyên nhân phối hợp đề cập tại điều thứ nhất và thứ hai. Thứ tư, hiệu quả của các yếu tố bên ngoài như gió thổi làm đèn tắt giống như chết do các nguyên nhân ngoại cảnh. Cho nên, nghiệp quả không phải là nguyên nhân duy nhất của cái chết. Có những nguyên nhân bên ngoài gây ra cái chết. Giáo lý của Đức Phật minh định rõ ràng, nghiệp quả không thể giải thích tất cả những việc xảy ra trong đời sống của chúng ta. Đương đầu với biến cố. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với các điều không tránh được này một cách tốt nhất? Nên tiên liệu và suy nghĩ là cái chết trước sau cũng phải đến. Điều này không có nghĩa là người Phật tử quan niệm cuộc đời là ảm đạm. Chết là một sự thật và ta phải đương đầu. Và Phật giáo là tôn giáo của lý trí huấn luyện các đệ tử trực diện với các sự kiện, dù các sự kiện này làm ta không hài lòng. Trưởng giáo Nanak, vị chuyển sáng ra đạo Sikh nói: thời gian sợ chết, với tôi chết đem niềm vui. Thật rõ ràng, những vĩ nhân và những người cao thượng không sợ chết và sẵn sàng chấp nhận nó. Nhiều vĩ nhân đã hy sinh mạng sống của mình để người khác được hạnh phúc. Tên tuổi của các vị này đã được lưu truyền trên bản vàng lịch sử thế giới cho hậu thế. Cái chết không tránh được. Thật là một nghịch lý khi chúng ta thấy cái chết đã cướp đi biết bao sinh mạng của nhân loại, nhưng chúng ta ít khi nghĩ đến cái ý tưởng đó là chúng ta cũng thế, trước sau cũng trở thành nạn nhân của tử thần. Vì quá lưu luyến với cuộc đời, chúng ta không muốn mang trong lòng tư tưởng yếu đuối, nhưng thực tế cái chết là một sự thật hiển nhiên. Chúng ta muốn chấm dứt ý nghĩ ghê gớm đó và tự lừa dối mình rằng chết là một điều xa vời, một điều không cần phải lo lắng. Chúng ta phải có đủ can đảm để đương đầu với biến cố ấy. Chúng ta sẵn sàng trực diện với sự thật trần trụi này. Chết là điều có thật. Nếu chúng ta nhận thức được vậy và biết rằng cái chết không tránh khỏi, chúng ta hãy coi nó như một sự bình thường chứ không phải là một biến cố đáng sợ, để khi nó đến, chúng ta sẽ đương đầu với nó một cách bình tĩnh, can đảm và tự tin. Bổn phận và trách nhiệm. Biết rằng một ngày nào đó cái chết sẽ cướp mạng sống của chúng ta phải bình tĩnh, can đảm và tự tin để làm tròn bổn phận và trách nhiệm với gia đình. Chúng ta không nên chần chừ chu toàn trách nhiệm và bổn phận của chúng ta. Nhưng việc gì có thể làm được hôm nay, đừng để đến ngày mai. Chúng ta không nên phí phạm thời giờ và sống một cách hữu ích. Những bổn phận đối với vợ, chồng và con cái đứng hàng ưu tiên phải được thi hành đúng lúc. Để tránh gây căng thẳng và khó khăn cho gia đình, chúng ta đừng chờ đợi đến phút cuối cùng mới viết di chúc. Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Nó không chừa ai cả và không chờ đợi. Chúng ta nên can đảm trực diện với biến cố tối hậu này với hy vọng và tin tưởng rằng chúng ta đang chuẩn bị cho đời sống kế tiếp. Ái dục và vô minh. Có thể chế ngự được cái chết không? Câu trả lời là có. Có chết vì có sanh, sự tiếp diễn không ngừng của cái sanh được gọi là luân hồi. Nếu chu trình của sự sống ngưng lại, cái chết có thể chấm dứt ngay tại giai đoạn vô minh, avijja, và ái dục, tanha, đó là gốc rễ của cái dòng sanh tử cần phải tiêu diệt. Cho nên nếu cắt được ái dục và vô minh, sanh được chế ngự, chết bị chinh phục, luân hồi siêu thoát và niết bàn hiện tiền. Chúng ta phải hiểu là mọi vật trong vũ trụ này đều không có thật, và cuộc sống chỉ là ảo mộng. Nếu chúng ta dùng khoa học hay triết lý để phân tách, cuối cùng chúng ta khám phá thấy không có gì cả, mà chỉ là hư không. Gandhi đã từng nói: sợ chết chẳng khác gì sợ bỏ một cái áo cũ đã rách. Vì luyến ái, chúng ta rất đau khổ khi mất người mình thương yêu. Việc này xảy ra cho bà Visakha, một đệ tử hết lòng trong thời Đức Phật.
Khi đứa cháu gái yêu dấu của bà chết, bà tìm đến Đức Phật để yêu cầu Đức Phật giải cứu cho bà khỏi phiền não. Này Visakha, người có muốn nhiều con, nhiều cháu, như số trẻ trong thành phố này không? Đức Phật hỏi bà. Thưa dân, bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là con thích. Này Visakha, nếu vậy, ngươi sẽ khóc khi chúng chết phải không? Những ai có 100 thứ yêu dấu, những người đó có 100 điều phiền não. Kẻ không có thứ gì yêu dấu, kẻ đó không có phiền não. Người như vậy mới thoát khỏi phiền não. Khi chúng ta mang lòng luyến ái, chúng ta phải chuẩn bị chịu đựng phiền não trong lúc chia ly. Tham sống đôi khi làm người ta sợ chết. Chúng ta không dám chấp nhận rủi ro, thậm chí vì một lý tưởng chính đáng. Chúng ta sợ hãi là bệnh tật hay tai nạn sẽ chấm dứt cuộc đời hình như quý giá của chúng ta. Biết rằng chết là điều tất nhiên, chúng ta hy vọng và cầu nguyện cho linh hồn được lên trời để xác thân chúng ta được yên ổn và gìn giữ. Tin tưởng như vậy bắt nguồn từ những tham vọng mãnh liệt muốn có một đời sống trường cửu. Mỗi người, mỗi cá nhân phải biết rõ vai trò của cái chết, nó định đoạt số phận của mình, dù là hoàng tộc hay bình dân, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, nơi an nghỉ cuối cùng của thân xác con người là ở trong quan tài chôn sâu 6 tấc, hoặc trong bình đựng tro cốt, hoặc ở dưới nước. Tất cả nhân loại phải đương đầu và chịu chung một số phận. Vì ngu si không hiểu thực chất của đời sống, chúng ta thường rên rỉ khóc than. Khi ta hiểu được thực chất của đời sống, chúng ta có thể nhìn thẳng cái vô thường của tất cả mọi duyên hợp và tìm cách giải thoát. Nếu chúng ta không thoát khỏi những trói buộc của cuộc đời, chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết mãi mãi. Về phương diện này, vai trò của cái chết thật rõ ràng. Nếu người ta không chịu nổi cái chết, thì họ phải hết sức cố gắng để vượt qua cái vòng sanh tử, tử sanh. Tại sao chúng ta phải tin Phật? Vì sao phải tu hành? Chính là vì giải thoát hẳn khỏi sinh tử. Đây mới chính là mục đích duy nhất của việc học Phật. Nếu bỏ đi mục đích này mà tu cái khác, thì chẳng phải là tông chỉ đúng đắn của Phật Pháp. Trên thế gian này, ai cũng không tránh khỏi việc phải chịu khổ, 3 khổ, 8 khổ, vô lượng các điều khổ khác nhau. Đành rằng thế gian khổ như vậy, thì hãy mau mau tìm cách mà lìa khổ được vui. Niệm Phật chính là phương pháp đi về Tây Phương, có thể giải thoát tất cả mọi khổ đau sinh tử của thế gian. Vì vậy, muốn giải thoát khỏi sinh tử thì phải theo đúng pháp mà tu, tinh tấn niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Luôn có rất nhiều tín đồ biết rõ ràng rằng đạo lý của nhà Phật rất hay, nhưng cứ không thể nào y theo pháp mà tu hành. Thật khiến cho người ta lo ngại. Mỗi lần khuyên những người như vậy tu hành thì họ toàn nói là cứ từ từ đã, đợi thêm một thời gian nữa. Chẳng lẽ họ không sợ trễ muộn ư? Thời gian sẽ không đợi chờ bất cứ ai. 5 tháng theo từng ngày trôi qua rất nhanh đó. Bây giờ tôi kể một câu chuyện nhân duyên để khích lệ cho mọi người. Câu chuyện này chẳng những là hàng mới phát tâm học Phật phải nghe, mà hàng Bồ Tát dày dặn kinh nghiệm cũng phải nghe luôn. Không phải là nghe xong rồi bỏ đó, mà phải nhớ cho thật kỹ. Nghe xong rồi thì phải biết cảnh giác đó. 3 việc chưa xong, mạng đã hết. Trước kia có 2 người bạn cũ nọ, hơn 10 năm không gặp mặt nhau, và một dịp ngẫu nhiên được gặp lại. Giáp đã tin Phật nhiều năm, còn Ất vẫn chưa tin Phật. Hơn 10 năm 2 người bạn cũ không gặp nhau. Ngày vừa gặp mặt, tự nhiên nói chuyện bàn tán liên hồi không dứt. Nói đến đoạn cuối, Giáp tiếc rằng bạn mình chưa tin Phật, vậy là phát tâm tốt khuyến quá Ức. Chúng ta tuổi tác đến bước này thì cũng nên tin Phật rồi. Ức vừa nghe liền nói: Ối dào, tin Phật à? Việc này còn phải cần cậu nói sao? Tin Phật đương nhiên là tốt chứ, nhưng bây giờ chúng ta mới có trên dưới 50 tuổi thôi. Tục ngữ nói là đời người 55 tuổi mới là hổ xuống núi. Thế gian còn rất nhiều việc đợi tụi mình làm nữa, sao có thể chạy đi học Phật sớm thế được chứ? Giáp lại khuyên bạn rằng bây giờ tụi mình già vậy mà tin Phật đã muộn rồi đó.
muốn đến già mới học Phật thì đây hoàn toàn là quan niệm sai lầm. Cậu là bạn tốt của tớ, tớ thấy Phật Pháp tốt nên mới khuyên cậu tin theo. Ất Đắc, học Phật tốt thì tốt đó, nhưng đợi vài năm nữa tính sao nha. Tớ còn ba việc chưa làm nên tâm không yên đâu. Thứ nhất là cha mẹ của tớ đã qua đời, hài cốt vẫn còn chưa ngắm đất. Thứ hai, con trai chưa cưới vợ, con gái chưa gả chồng, còn chưa tìm được đối tượng tốt để thành hôn cho chúng nó, thì trách nhiệm của người làm cha mẹ vẫn chưa tròn. Thứ ba, gia tài vẫn chưa phân chia, e rằng sau khi tớ qua đời thì con trai con gái vì tiền mà nổi lên tranh chấp. Vậy thì không được rồi. Để khi nào tớ giải quyết xong ba việc này thì sẽ tự đến học Phật, lúc đó mình bàn tiếp cũng không muộn. Giáp bèn nói, ba việc của cậu chưa xong, tớ cũng là cha mẹ chết rồi, thi hài chưa ngắm đất, con trai con gái cũng còn chưa lập gia đình, tài sản cũng chưa phân chia, nhưng tớ vẫn cứ học Phật đó. Tại sao phải quyết định đợi ba việc đó làm xong thì mới học Phật chứ? Học Phật nên sớm mà. Nếu không đợi ba việc kia làm xong thì cậu phải đợi đến khi nào đây? Ất lại nói, học Phật giống như cậu thì không triệt để, không cùng tận. Nếu tớ mà học Phật thì nhất định phải sắp xếp tất cả mọi việc cho ổn thỏa trước. Đến lúc đó thì mới có thể chuyên tâm một lòng học Phật được, chẳng cần phải vướng mắc lôi thôi cái gì cả. Ất rất cố chấp, lời hay không chịu nghe. Nói xong thì hai người chia tay, ai về nhà nấy. Nhưng chỉ vài hôm sau thì người con trai của Ất khóc sướt mướt đến tìm bác Giáp để báo rằng cha của anh ta đã chết rồi. Lúc lâm chung còn dặn dò anh ta đến tìm bác để giúp đỡ an bài chuyện hậu sự. Giáp vì nghĩa không thể từ chối, bèn vội vã đi xử lý chuyện an táng Ất. Vừa đến nhà bạn mình, nhìn thấy người bạn cũ nằm duỗi thẳng hai chân, mắt thì trợn trừng, Giáp cảm thấy vô cùng bi ai mà nói ra bốn câu kệ. Bạn cũ của tôi tên An Ngưu, khuyên bạn học Phật thì nói còn bận ba việc. Tội nghiệp cho bạn, ba việc chưa làm xong thì lão Diêm Vương đã đến lấy mạng rồi. Diêm Vương đăng ký ba bức thư. Ất chết đi có ý không cam lòng, linh hồn đến âm tào địa phủ cải lý với Diêm Vương. Ất trách móc, Diêm Vương à, sao ông vội vã kêu tôi đến đây thế? Tôi còn ba việc chưa làm xong nữa, ông nên thông báo trước cho tôi mới phải. Tôi biết được, sẽ mau mau giải quyết xong việc rồi sẽ đến. Chẳng nói chẳng rằng bắt tôi đến đây, quá là vô lý đi. Diêm Vương nghe xong thì bảo với Ất, người nói bậy à, sao lại chưa thông báo chứ? Ta sớm đã đích thân gửi cho người ba bức thư rồi. Ất trả treo, ba bức thư nào? Sao tôi chẳng nhận được bức thư nào hết vậy? Diêm Vương đáp, sằng bậy, ba bức thư đều là thư bảo đảm, người đã nhận được từ lâu rồi. Ất thắc mắc, vậy rốt cuộc là ba bức thư nào chứ? Đích xác là tôi chưa nhận được. Diêm Vương nói, người thật là quá ngu xuẩn đến mức đáng thương. Để ta nói cho người biết nha. Vậy là Diêm Vương bèn kiên nhẫn hỏi ông ta, răng giả của người làm từ lúc nào vậy? Ất trả lời, răng của tôi khi 28 tuổi thì bị sâu rồi, đau đến khi không còn cách nào khác, chịu không nổi nữa. Đến 40 tuổi tôi chỉ còn cách lắp răng giả. Diêm Vương nói, đó chính là bức thư thứ nhất ta gửi cho người đó. Ất ngạc nhiên, đó chính là bức thư đầu tiên sao? Vậy còn bức thư thứ hai là cái gì nào? Diêm Vương hỏi lại, khi nào thì ngươi đeo kính lão? Ất đáp, năm 45 tuổi tôi đọc báo không còn rõ chữ nữa nên bắt đầu đeo kính. Diêm Vương bảo, đó chính là bức thư thứ hai ta gửi cho người đó nghe. Ất hỏi tiếp, vậy còn bức thư thứ ba? Diêm Vương liền hỏi ông ta, trong ngươi kìa, tóc trên đầu đều bạc trắng rồi,
năm nay bao nhiêu tuổi? Ất đáp, 52 tuổi rồi. Diêm Vương nói, đây chính là bức thư thứ ba ta gửi cho ngươi đó. Ba bức thư ngươi đều nhận được rồi. Bây giờ ngươi đã phục chưa? Ở đây không có tình người, chỉ xét nghiệp thiện ác của ngươi mà ban cho ngươi quả báo khổ hay vui mà thôi. Ất chẳng biết làm sao nữa, bèn nói, tuy rằng ba việc của tôi chưa hoàn thành, Diêm Vương ngài đã gửi cho tôi ba bức thư rồi, cho không đến đây cũng không xong đâu, đành phải nghe lệnh phán xử của ngài Diêm Vương thôi. Hỡi ôi, tôi đã sai lầm quá lớn rồi, không nên bỏ ngoài tai lời khuyên học Phật của người bạn cũ, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Hỡi tất cả quý vị đang ngồi ở đây, Ất nhận được ba bức thư, còn quý vị thì nhận được mấy bức rồi? Giàu mà tham lam thì chịu quả báo làm quỷ đói. Tiếp đó, Diêm Vương liền gọi phán quan dở sổ ra điều tra về nghiệp thiện và ác của Ất khi còn trên dương thế. Phán quan trả lời, người này lúc còn sống chỉ biết kiếm tiền, chỉ sống vì con cái mình, một chút xíu việc thiện công đức cũng không làm. Thế gian có nạn tai cũng không hề có tâm thương cảm cứu giúp người khác. Tiền mà ông ta kiếm được tuy là không phải do trộm cắp hay cướp giật, nhưng ông ta không biết là tiền tài kiếm được từ xã hội thì cũng phải dùng vào xã hội. Khi có nhiều tiền rồi thì không thèm báo đáp đền ơn cho xã hội, ngược lại còn tham lam không bố thí, lẩn tránh đóng thuế, trốn thuế, ăn cắp thuế của quốc gia. Trên danh nghĩa thì giàu, mà kỳ thực là một kẻ nô lệ chỉ biết giữ của. Diêm Vương vừa nghe xong thì cực kỳ tức giận, liền phán định, cái hạng người tự tư tự lợi vì giàu và bất nhân này, hãy mau quẳng hắn ta vào cảnh quỷ đói. Trên đời này có rất nhiều kẻ nô lệ giữ tiền, giàu mà tham lam không xả thí như vậy, tương lai sẽ giống như Ất, phải chịu quả báo làm quỷ đói. Giàu sang làm thế nào mà có được? Là từ bố thí mà có. Đã đành là kiếp trước biết thực hành bố thí nên có được quả báo giàu sang ở kiếp này, thì nên cố gắng vừa sung sướng hưởng thụ phước báo, đồng thời là tiếp tục bố thí một phần phước báo đó để cứu giúp người nghèo khổ. Sao lại trái ngược trở thành tham lam, khiến cho bị chiêu cảm quả báo làm quỷ đói ở kiếp sau vậy chứ? Bởi vì mỗi một kiếp đều có vô vàn nhân duyên khác nhau riêng. Chẳng hạn như kiếp trước là một người nghèo khó, gặp một thiện duyên nào đó, đã từng phát tâm chí thành đi theo người khác làm việc bố thí hoặc cúng dường tam bảo, kiếp này mới có được phước báo giàu sang. Nhưng rốt cuộc là vẫn chưa nghe được pháp xuất thế gian của Phật, cũng không có đem công đức đó mà hồi hướng cho quả Phật Bồ Đề vô thượng, cho nên vẫn còn ở trong pháp trời người, nên chỉ có được sự giàu sang ở thế gian mà thôi. Càng phải nên biết là một khi có được sự giàu sang ở thế gian thì sẽ liền đắm chìm trong năm thứ ham muốn là tài, tiền tài, sắc, sắc đẹp, danh, danh dị, thực, ăn uống, thụy, ngủ nghỉ. Dục vọng thì giống như nước muối vậy, vĩnh viễn chẳng thể nào khiến người ta ngừng cơn khát. Bất luận là bạn giàu sang đến như thế nào vẫn không biết đủ, cứ muốn có thêm nhiều nữa, càng nhiều càng tốt, chỉ mong tiền vào chứ đừng có ra, đến mức người ta bị mê muội mất rồi, sẽ trở nên kẻ tham lam keo kiệt không xả thí. Tất cả tài vật vốn dĩ là của báo, có sự sống của chúng, đến tay rồi thì cất giấu đi, làm cho chúng trở thành vật chết, chẳng thể lưu thông trên xã hội nữa. Do bởi sự tham lam của một người mà những kẻ khác cũng phải chịu khổ theo, cho nên mới chiêu cảm ác báo của loài quỷ đói này. Luật lệ của nhân quả là như thế. Người trẻ tuổi cũng nhận thư của Diêm Vương. Tiếp theo, Diêm Vương phán xử tội hồn của một anh thanh niên. Cậu trai trẻ này đang mừng thầm trong bụng, nghĩ, lúc nãy ông kia nhận được ba bức thư, còn mình thì chẳng nhận được bức nào. Diêm Vương đã gọi mình đến, thế thì quá vô lý rồi, mình phải hỏi Diêm La Vương cho rõ mới được. Người thanh niên lấy hết can đảm hỏi,
Ngài Diêm La Vương à, lúc nãy ngài phán xét người kia, ông ấy đã dừng được 3 bức thư nên đáng chết. Nhưng răng của tôi còn tốt kia mà, mắt cũng chưa bị kèm nhèm, tóc trên đầu vẫn đen nhánh đó thôi. Tôi chẳng nhận được bức thư nào cả. Sao lại kêu tôi xuống đây chứ? Ngài thật là không nhân từ, thật là không biết quý tiết người trẻ tuổi rồi. Tôi phải phản đối. Diêm Vương nhìn anh chàng với con mắt khinh bỉ, đập bàn ầm ầm nói: "Đồ ngớ ngẩn, ta đã gửi cho ngươi 3 bức thư từ lâu rồi, ngươi cũng nhận được rồi đó." Chàng trai không phục nói: "Tôi chưa nhận được mà." Diêm Vương bực bội quát: "Thư của ta phát cho mỗi người khác nhau, ngươi tưởng là 1000 lá thư đều giống y như nhau sao?" Anh chàng lúc này chỉ dám hỏi Lý Nhí: "Là 3 bức thư nào ạ?" Diêm Vương hỏi lại: "Em gái nhà ngươi chết lúc nào?" Thanh niên đáp: "Khi em gái tôi 5 tuổi, tôi được 10 tuổi. Lúc đó nó mới có 5 tuổi đã chết rồi, thật là tội nghiệp quá." Diêm Vương lại hỏi: "Em gái của ngươi chết ra làm sao?" Thanh niên đáp: "Do mắc bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa quá thành mũ, làm cho da thịt nó lở loét hết, toàn thân nổi mụn đỏ. Bác sĩ giỏi cũng chữa không nổi. Lúc sắp chết còn quằn quại trên giường. Nó chết thật là thê thảm." Diêm Vương bảo: "Đó chính là bức thư thứ nhất ta gửi cho ngươi. Bức thư thứ hai là khi ngươi học trung học, có một lần trường của ngươi tổ chức thi đấu bóng đá. Lúc tranh ngôi vô địch với trường khác, do vì hai đội ngang ngửa với nhau, không phân cao thấp được. Sau cùng thì trong trường có một học sinh giỏi, dùng hết sức lực mạnh mẽ nhất của hắn, một chân đá bóng vào lưới. Nhưng do dùng sức quá lớn nên chân bị trật khớp, cả người ngã ra phía sau mà bị vỡ đầu rồi chết ngay tại hiện trường. Ngươi có nhớ không?" Chàng thanh niên đáp một cách buồn bã: "Người bạn học đó của tôi chết rất thảm thương. Các bạn đều khóc cho bạn ấy. Thầy cô cũng tiếc nuối vì bạn ấy là học sinh ưu tú của trường. Thầy cô nào cũng thích bạn ấy. Bạn bè cũng rất kính trọng và yêu thương bạn ấy. Cha mẹ của bạn đó là đau lòng nhất, khóc đến nỗi chết đi sống lại. Cha mẹ luôn hy vọng được ở bên nuôi con cái, thậm chí đến sau khi chết. Bây giờ ngược lại, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Thật là đáng buồn thay." Chàng ta lại hỏi: "Vậy bức thư thứ ba là cái gì chứ?" Diêm Vương đáp: "Anh họ của người chết như thế nào?" Chàng thanh niên bỗng sợ hãi đáp: "Than ôi, anh họ của tôi chết thật là quá thảm luôn. 2 năm trước, khi tôi 18 tuổi thì anh họ kết hôn. Ngay trong đêm tân hôn, lúc động phòng qua chúc, họ hàng, người thân bạn bè đều đến chúc mừng. Đường lúc mọi người đang chơi quẳng tù tì, khi uống rượu rất náo nhiệt vui vẻ như vậy, bỗng nhiên anh của tôi bị xoắn ruột, tức là đau ruột thừa cấp, chết luôn. Áo cưới đỏ của chị dâu họ mặc vào chưa kịp ấm thân thì đã phải cởi ra để mặc áo tang cho chồng rồi. Chị ấy gào khóc quằn quại: Hỏi ơi Bình ơi, chẳng phải Bình nói với em là sẽ cùng em sống đến bạc đầu răng long sao? Tại sao bây giờ lại bỏ em giữa đường mà đi như vậy chứ?" Chị càng khóc càng nói càng đau đớn: "Nếu sớm biết như thế này thì ngay từ đầu em không chịu cho mình cầu hôn đâu." Cảnh tượng đó khiến cho ai cũng đều đau lòng, thật là bi thảm. Diêm Vương nói: "Đây chính là bức thư thứ ba ta gửi cho người đó." Chàng trai nghe Diêm Vương nói xong, biết mình cũng đã nhận được 3 bức thư, thì không còn lời nào để nói nữa. Nói đến đây xin hỏi, các vị đều đã nhận được 3 bức thư rồi hay chưa? E rằng không phải chỉ là 3 bức thôi đâu nhé. Công phu niệm Phật quý vị có thể chống lại được Diêm La Vương chăng? Khen ngợi hay quỷ báng đều trở thành hạt giống Phật. Diêm Vương lại bảo phán quan điều tra người trẻ tuổi này làm những việc gì trên dương gian. Phán quan tra xét sổ sinh tử xong thì đáp:
Thanh niên này cũng không đến nỗi hư hỏng gì, nhưng có một điểm không tốt nhất, đó là bất hiếu. Anh ta và bà mẹ già sống nương tựa vào nhau. Mẹ anh ta là một tín đồ Phật giáo thuần thành, niệm Phật rất chí thành, một lòng muốn cầu sanh Tây Phương, cũng hy vọng con trai mình có thể cùng sanh Tây Phương với bà ấy. Thế nhưng anh này mỗi lúc mẹ mình đang niệm Phật thì cứ trả treo, tranh luận với mẹ rằng niệm Phật là mê tín, mẹ cứ niệm Phật A-di-đà riết, Phật A-di-đà cũng sẽ cảm thấy bực bội bất an đó. Sao lại có thể gia hộ cho mẹ được chứ? Những lời này thường làm cho mẹ anh ta thấy rất bực mình khó chịu. Thế gian này có một số kẻ giả thông minh cũng thường nói như vậy. Mấy người niệm Phật từ sáng đến tối, Phật A-di-đà chẳng lẽ không thấy phiền sao? Giống việc nếu cứ gào tên tôi một cách hời hợt như thế, tôi chẳng lẽ không cảm thấy rất phiền phức hay sao? Sự thật thì đạo lý của niệm Phật hoàn toàn không phải như vậy. Khi cứ kêu gào tên của một ai đó thì đó là cố ý gây rắc rối phiền hà, mà niệm Phật A-di-đà là dùng tâm chí thành cầu Ngài đến cứu khổ cứu nạn. Dùng tâm như thế nào thì mỗi người khác nhau, một trời một vực, vốn không thể đem ra bàn luận so sánh được. Chúng sanh có nghiệp chướng ác chính là do không biết học điều tốt, mà điều xấu thì học rất nhanh. Đem chuyện xấu ra để so sánh, ví dụ cho việc niệm Phật, bẻ cong chân lý mà còn ngụy biện thành nói đầu nào cũng là đạo. Có những kẻ niệm Phật mà dùng tâm khinh mạng, niệm một cách cẩu thả, tuy là Phật A-di-đà đại từ đại bi không so đo với họ, nhưng cái hành vi tự ý xem thường thánh hiền chính là một loại lỗi lầm. Có điều nói y theo Phật Pháp thì nếu dùng tâm không cung kính mà niệm Phật A-di-đà, cố nhiên là phạm tội khinh mạng, tương lai phải chịu ác báo. Nhưng Phật hiệu chỉ cần vừa nghe qua lỗ tai thì đã gieo vào trong ruộng thức thứ 8. Đây là phạm trù thuộc duy thức học. Thức nói chung gồm có 8 loại. Thức thứ 8 là thức cuối cùng, còn gọi là thức A-lại-da. 7 thức kia là nhãn thức, thức mắt, nhĩ thức, thức tai, tỷ thức, thức mũi, thiệt thức, thức lưỡi, thân thức, thức thân, ý thức, thức ý. Mặt na thức còn gọi là tư lương thức, tức là thức về suy nghĩ, cân nhắc và so đo. Thức thứ 7 che lấp chân tánh của con người bởi quan niệm về cái ngã, cái tôi, ngã chấp. Đây cũng gọi là thức truyền thống, bởi vì nó là nơi chất chứa, quân tập những hiện hữu của thế giới không thật bên ngoài, biến chúng thành những hạt giống ảo tưởng. Từ đó cho rằng có một cái ngã cá biệt bên trong, làm cho ô nhiễm 6 thức trước. Thức thứ 7 này cũng làm nhiễm ô thức thứ 8 bằng cách liên tục cung cấp cho thức A-lại-da một cái ngã tưởng rằng có thật, chấp nội ngã, ngã thật tướng trong không gian và thời gian. Con người sau khi kết thúc sinh mạng thì 7 thức ở trước cũng theo đó mà bị diệt vong. Duy chỉ có thức thứ 8 thì không bị diệt. Nó theo nghiệp lực của chúng ta mà lưu chuyển. Tất cả những hạt giống chúng ta đã gieo xuống về pháp thế gian hay xuất thế gian đều được cất giữ trong thức thứ 8 này. Khi gặp duyên thì liền sanh khởi và hiện ra. Giống như việc gieo hạt giống xuống đất ruộng thì sẽ ra cây trái, cho nên gọi là ruộng. Giống như hạt giống kim cang, tức hạt giống giác ngộ hay hạt giống bồ đề, vĩnh viễn không bị tiêu diệt, cho nên đợi đến sau khi nhận chịu hết quả báo ác thiện nghiệp của loại niệm Phật này thì sẽ trổ qua một quả được. Câu thánh hiệu A-di-đà Phật này là do Đức Từ Phụ Di Đà trong vô lượng kiếp tu vạn đức trang nghiêm mà ra. Không kể là có lòng niệm hay không có lòng niệm, niệm không tập trung hay niệm một cách thành tâm thì công đức đều không thể nghĩ bàn. Đây gọi là khen ngợi hay quỷ bán đều trở thành hạt giống Phật. Khen ngợi Phật Pháp cố nhiên là công đức, còn ai quỷ bán Phật Pháp cũng sẽ thành Phật được. Lời này là thế nào đây? Phỉ bán Phật Pháp đương nhiên là có tội, đợi sau khi chịu tội xong, do vì đã có hạt giống kim cang, dựa vào công đức này vẫn có thể tu thiện, có thể sám hối nghiệp chướng, cuối cùng vẫn có thể thành Phật. Chỉ cần nghe được một câu thánh hiệu A-di-đà Phật, chuyện sinh tử trong tương lai liền có thể giải quyết được rồi.
nghiệp chướng phiền não đều có thể dứt hết được. Sức công đức của Phật vĩ đại không thể nào tán thán cùng tận được. Quan trọng nhất là không được sinh tâm nghi ngờ, hủy hoại đó. Thánh hiệu Di Đà dễ độ sinh. Các vị đã hiểu đạo lý, khen ngợi hay hủy báng đều thành hạt giống Phật rồi. Vậy thì sau khi về nhà, phải tiếp tục niệm Phật. Đừng có sợ người nhà phản đối hay hủy báng rồi không niệm nữa. Nếu người nhà chê bạn niệm ồn ào, thì bạn có thể nói là tivi, máy thu âm của mấy người bật lớn tiếng như vậy cũng ồn chết đi được. Nếu bạn giảng Phật Pháp mà họ không cách nào tiếp nhận được, còn tưởng là đầu óc của bạn có vấn đề, vậy thì bạn chỉ cần cứ niệm A-di-đà Phật là được rồi. Nếu như họ có nói bực bình quá đừng có niệm nữa, bạn cũng đừng có thèm để ý, chỉ cần biết niệm A-di-đà Phật tiếp tới luôn. Kẻ chướng ngại người niệm Phật chúng ta thì chính là kẻ thù của chúng ta. Bạn phải giống như một khẩu súng máy gì đó, bắn ra từng câu một A-di-đà Phật, đây là vũ khí tốt nhất. Vả lại, làm như thế cho bọn họ nghe Phật hiệu đo nê luôn. Nhờ vào công đức nghe niệm Phật, nghiệp chướng của họ cũng được tiêu trừ. Như thế mới là độ thoát người nhà một cách đúng đắn. Nếu mà người nhà họ đánh bạn, bạn liền niệm A-di-đà Phật, đến một cái thì niệm một tiếng A-di-đà Phật. Cứ quán tưởng bọn họ như là cái dù gõ mỏ đi. Có người mắng ta là bà già thô dụng, thì lão già thô dụng này tự nói tốt. Có người đánh lão già thô dụng này thì lão tự lăn quay ra ngủ. Như vậy cũng tiết kiệm sức lực cho người đó, mà lão già thô dụng này cũng chẳng có phiền não. Đoạn này lấy ý trong bài thơ Bài ca Nhẫn Nại của Hàng Sơn và Thập Đắc. Hàng Sơn và Thập Đắc là hai vị thiền sư nổi tiếng đời Đường, Trung Quốc. Tương truyền Hàng Sơn là hóa thân của Đại Bồ Tát Văn Thù, Thập Đắc là hóa thân của Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Bạn xem, như vậy tốt biết bao nhiêu. Đừng có tranh luận đúng sai làm gì, chỉ cần cứ niệm A-di-đà Phật là được rồi. Có một vị đệ tử tin Phật rất kiên thành, cả nhà chỉ có mỗi anh ta học Phật. Anh ta biết chỗ hay tốt của Phật Pháp nên cũng muốn giảng cho cả nhà nghe, muốn quá độ cả nhà cùng anh ta tin Phật. Kết quả thì khi anh ta vừa giảng, người nhà chẳng những không nghe, thậm chí dường như vì chuyện này mà lục đục cãi cọ, thành ra tranh đấu về tín ngưỡng luôn. Sau đó anh ta dùng phương tiện khéo léo hơn là bật máy niệm Phật, có tiếng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và A Di Đà Phật. Lúc bị nghe máy này thì người nhà đều không vui. Người mẹ vừa nghe tiếng thì liền chạy đến tắt máy luôn. Nếu không thì người cha hay anh chị tắt máy niệm Phật. Tắt máy thì là bọn họ tắt. Đợi cho đến khi bọn họ vừa ra khỏi cửa, anh ta lại bật máy lên. Cứ như thế, người nhà ngày nào cũng nghe thấy thánh hiệu Quán Âm, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn và A Di Đà Phật. Công đức của thánh hiệu vạn đức thật không thể nghĩ bàn. Trải qua khoảng mấy tháng trời, hơn nửa năm gì đó, cả nhà anh ta tự nhiên trở nên không còn phản đối anh ta tin Phật nữa. Lại qua một hai năm sau thì cả gia đình đều quay qua lấy đạo Phật làm tín ngưỡng, cũng biết đồng lòng tôn kính ngôi Tam Bảo. Đây chính là công lực chuyển hóa vô hình trong âm thầm của thánh hiệu Phật đó. Đành rằng nghe thánh hiệu Phật có được lợi ích thù thắng như vậy. Vậy thì các bạn sau này đừng có nghe những bài hát của thế gian làm gì nữa. Nội dung của những bài hát đó đều là yêu yêu đương đương, nghe rồi sẽ khiến cho trí tuệ của bạn ngày càng sa sút, rất tội nghiệp. Tốt nhất là nên nghe nhiều thánh hiệu của Phật Đà, có thể tiêu trừ những sự dốt nát ngu si, hơn nữa là giúp khai mở hiển hiện trí tuệ. Mặt khác, nếu muốn tặng quà cáp khi Tết nhất đến thì hãy lấy máy niệm thánh hiệu Phật mà biếu tặng bạn bè thân thiết, hàng xóm, vân vân. Có thể nói đây là món quà quý nhất, cao thượng nhất, lại là một lễ vật vừa có lợi ích mà không cần tốn nhiều chi phí. Tặng phẩm vật này cho người khác chính là đang độ chúng sanh đó. Mọi người nên cố gắng mà giác ngộ và phụng hành ở điểm này.
đừng đợi đến lúc gặp Dương Dương rồi mới cầu sanh Tây Phương. Quay lại, nói đến linh hồn anh chàng trẻ tuổi kia, khi vừa nghe trong sổ sinh tử có ghi chép là ác nghiệp của mình không đến nỗi nào, chỉ có tội bất hiếu với mẹ, rồi gây sự với mẹ khi niệm Phật, chàng ta liền cầu xin Diêm Vương. Cầu xin Diêm Vương mau mau thả tôi về đi, mẹ tôi không thể nào rời xa tôi đâu. Tôi mà chết thì lòng mẹ tôi cũng chết theo luôn đó. Niệm Phật cũng không thể niệm cho tốt được, vậy thì làm sao mà sanh về Tây Phương đây? Xin Ngài hãy tha mạng cho tôi về đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hiếu thảo với mẹ tôi, cùng niệm Phật với mẹ tôi. Hồn ma người thanh niên cứ lại lục văn sinh với Diêm Vương mãi. Thực ra thì Diêm Vương mặt ác, nhưng tâm địa là nhân từ. Nghe hồn cậu thanh niên nói một mạch như vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói: theo nguyên tắc, đúng ra thì nhà ngươi chẳng có tình có lý gì để mà xin xỏ. Nhưng mẹ của ngươi vốn là có thể giảng sanh Tây Phương. Nếu vì ngươi chết đi rồi khiến cho bà ta cứ nhớ nghĩ ngươi, đến lúc là không sanh được về Tây Phương, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Sanh về Tây Phương không nổi thì lại phải đến nơi này gặp ta, cũng là tội nghiệp. Thôi được, ta thả cho ngươi về. Hồn cậu thanh niên vừa nghe đến quá đỗi vui mừng, liền có chân chạy mất. Diêm Vương lập tức quát lớn tiếng: đứng lại, nghe cho kỹ đây. Sau khi về lại Dương Gian, ngươi phải cố gắng hiếu thuận với mẹ, nỗ lực mà niệm Phật đó. Hãy theo mẹ ngươi mà sanh về Tây Phương đi, đừng có đến đây gặp lại ta nữa đó. Hãy nhớ kỹ câu này, đừng để đến già mới học đạo, một phần cũng lắm kẻ đậu xanh, nghe chưa? Nhất thiết không được sau khi về lại lười biếng ham chơi, lại lãng phí thời gian. Nếu ngươi còn lãng phí thời gian, không chịu cố sức niệm Phật cho tốt, thì ta lập tức sẽ bắt ngươi về đây lại. Hồn cậu thanh niên một mặt hứa sẽ làm theo lời dặn, mặt khác thì bừng rỡ cấu đầu lại tại Diêm Vương rồi trở về Dương Thế. Các vị, có phải là các vị cũng không muốn đi gặp Diêm Vương? Cách duy nhất chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Diêm La Vương cung kính người niệm Phật nhất, cũng sợ nhất là người niệm Phật không thể sanh về Tây Phương. Nếu quý vị thật lòng sợ đi gặp Diêm Vương, vậy thì mọi người hãy nên cố gắng mà niệm Phật nghe. Đợi nữa thì đến khi nào mới độ thân này? Nghe xong câu chuyện trên, không hiểu là mọi người có biết mà cảnh giác sợ hãi không? Có rất nhiều người trẻ tuổi tự thấy là mình còn trẻ trung, nên mình phải hưởng thụ, chơi qua hết mọi thứ phóng đãng trụy lạc của thế gian. Sau khi nghe xong câu chuyện này thì nên cẩn thận đó. Hỏi những vị đại cư sĩ có sự nghiệp thành công, nếu quý vị còn muốn đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều an bài xong rồi mới học Phật, vậy thì có thể sẽ phải giống như A Ngưu tội nghiệp, ba việc chưa làm xong thì Diêm Vương đã đến bắt mạng đi rồi. Những cửa hàng, công ty, những chức vụ đổng sự trưởng, chủ tịch công ty, tập đoàn nào đó của các vị còn chưa được chuyển giao, tiền tài trong nhà vẫn chưa phân chia xong, xin hỏi Diêm Vương sẽ đợi quý vị chăng? Nếu bạn có trí tuệ thì hãy mau mau đi làm việc công đức, như vậy thì tiền tài mới có thể đem theo được. Lưu giữ trong ngân hàng hoàn toàn không phải là tiền của bạn một cách đúng đắn đâu. Mọi người phải nên biết, Phật Pháp có được nghe, nay đã nghe được. Thân này không độ ngay đời này thì còn đợi đến khi nào mới độ? Các vị à, Phật Pháp có nghe được, nay đã được nghe rồi. Phật Pháp có gặp được, nay đã được gặp rồi. Hơn nữa lại đang tu hành rồi, thì quý vị phải tu hành cho đúng đắn. Đừng có kiểu cái này buông không được, cái kia bỏ không xong, như vậy thì lãng phí thời gian của mọi người quá. Nếu kiếp này còn không độ thoát thì sang kiếp sau muốn gặp lại Phật Pháp, điều đó quả thật rất khó khăn. Đừng có tưởng rằng mình có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu Diêm Vương muốn bạn chết vào canh ba thì cũng chẳng có ai giữ cho bạn sống qua canh ba được. Bạn có nghe câu đó chưa? Cho nên nếu muốn học Phật, muốn xuất gia, vừa nghĩ đến thì phải làm ngay tức khắc, đừng có đợi đến khi mọi việc đều sắp xếp xong, cho mọi chuyện đều như ý rồi mới đi làm. Việc này của bạn chưa làm xong
thì việc khác đã ập tới. Chuyện trên đời này vĩnh viễn cũng không an bài xong được đâu, không bao giờ xử lý hết được đâu. Đừng có mà tự nhận mình thông minh, cố sức tính toán cho riêng mình. Thế gian này làm gì mà có nhiều bạn tính như ý để cho bạn tính toán vậy? Xin mọi người hãy dùng trí tuệ mà cảnh tỉnh, nhắc nhở bản thân mình. Ngàn vạn lần đừng có gì làm những việc... Con trai chết, cha không buồn. Trong thời kỳ của Đức Phật, ở Ấn Độ có một đạo sĩ tu ngoại đạo muốn đến núi Linh Thiếu cầu kiến Đức Thế Tôn Thích Ca. Đồng thời có một số vấn đề muốn xin Đức Phật khai mở trí tuệ cho ông ta. Thời đó là thời đại nông nghiệp, vị đạo sĩ này đang đi trên đường, đi ngang qua một mảnh đất ruộng, nhìn thấy có hai cha con đang làm việc trên đó. Người cha làm ở đầu ruộng bên kia, người con trai làm ở đầu ruộng bên này. Ấn Độ là vùng đất có khí hậu nhiệt đới nên rắn độc rất nhiều. Người con trai đang lúc làm việc ở đầu ruộng bên này thì bị rắn độc cắn chết. Vị đạo sĩ này đi ngang qua nhìn thấy bèn nghĩ: anh chàng này bị rắn độc cắn chết ở đầu bên này rồi, bên kia có một ông già, hai người lại đang cùng làm việc. Tại sao người trẻ tuổi này chết rồi mà ông lão phía bên kia không chịu qua xem hay hỏi han sự tình thế nào nhỉ? Ta đi hỏi ông ta vậy. Vị ấy đi đến đầu ruộng bên kia, chỗ ông lão đang làm việc rồi hỏi ông: này ông, các người đang cùng nhau làm việc, anh thanh niên kia là gì của ông vậy? Đó là con trai của tôi. Ôi trời, là con trai của ông hả? Con trai ông đã bị rắn độc cắn chết rồi kìa. Cắn chết thì cắn chết rồi, đã đành là bị cắn chết thì sẽ không thể sống lại được nữa. Ơ, cái ông này, tại sao ngay cả một chút tình cảm cha con cũng chẳng có vậy? Con trai của mình chết rồi cũng không thèm quan tâm, thật là không có lời nào để nói với ông nữa. Nói đoạn, vị đạo sĩ bực tức rời khỏi nơi đó, không muốn nói chuyện với cái người này nữa. Ông lão này bèn gọi to ở đằng sau đạo sĩ: này, anh đi đâu đấy? Tôi muốn đến núi Linh Thứu để xin gặp Đức Phật. Nếu anh muốn đến núi Linh Thứu, nhân tiện nhờ anh khi đi ngang qua cửa nhà tôi, thì bảo giúp với vợ tôi là buổi trưa chỉ cần đem cơm cho một người thôi là đủ rồi. Đừng có mang hai phần cơm làm chi, vì con trai tôi đã chết rồi. Đạo sĩ nghe xong cảm thấy rất băn khoăn bực dọc, gằn giọng nói: đợi chút nữa tôi đi ngang qua cửa nhà ông, tôi muốn đến coi cái bà vợ của nhà ông làm mẹ như thế nào. Đến nhà ông lão rồi, gặp một người đàn bà, vị đạo sĩ liền báo với bà ta: chồng và con trai của bà lúc làm việc ở trên đồng á, con bà đã bị rắn độc cắn chết rồi. Chồng bà bảo bà buổi trưa đem cơm ra đó thì chỉ cần đem một phần cơm cho một người là đủ. Bà ta vừa nghe xong liền đáp một tiếng: ô! Đạo sĩ kia cảm thấy thật là quái lạ, bèn nói tiếp: hả? Đấy là con trai của bà mà. Con trai bà chết mất rồi, bị rắn độc cắn chết rồi kìa. Bị rắn độc cắn chết thì cũng đã chết rồi, nếu nó muốn ra đi thì cứ đi thôi, tôi có muốn giữ lại cũng chẳng được. Mà nếu nó có muốn đến rồi thì tôi cũng chẳng thể nào ngăn nó đừng có đến. Đạo sĩ nghĩ bụng: trời ơi, cái bà này cũng không có một chút tình người gì hết. Lúc này có một cô gái trẻ từ trong nhà đi ra. Ông ta nghĩ cô gái trẻ này chắc chắn là con dâu của bà kia, liền báo cho cô biết: cái anh thanh niên mới chết kia có phải là chồng cô không? Đúng vậy. Anh ta bị rắn độc cắn chết rồi. Ô, cắn chết rồi hả? Cắn chết rồi cũng hay, chết rồi thì anh ấy có thể ra đi được rồi. Người tu hành này tự nhủ thầm: cái vùng đất này chính là khu vực giáo hóa của Phật Đà cơ đấy, vì cớ gì mà cả nhà họ đều không có một chút xíu tình người nào cả vậy? Ta càng phải đến núi Linh Thứ hỏi Đức Phật cho ra nhẽ. Đây là thứ đạo lý gì vậy? Đức Phật không chỉ có túc mạng thông, nghĩa là khả năng biết được những việc làm thiện hay ác đã tạo tác trong kiếp trước của người khác, mà còn có tha tâm thông, khả năng biết được suy nghĩ trong lòng của người khác, cho dù người đó chưa thổ lộ với ai. Biết được người này tuy là tu đạo nhưng cái pháp về tình người vẫn còn chưa nhìn thấu được, không thể nào nói pháp duyên sanh, duyên diệt cho ông ta được. Vì nói như vậy, ông ta sẽ thấy phản cảm. Thế là Đức Phật thuận theo tâm của ông ta mà nói: mấy người đó tại sao lại chẳng có chút tình người? Là cha con, mẹ con, vợ chồng với nhau mà,
thật là không còn lời nào để nói nữa. Nghe Đức Phật nói như vậy, kẻ tu hành kia nghĩ bụng: lời giảng của Đức Phật không sai mà, vẫn là rất có tình người, bọn người kia sao lại vô tình đến thế chứ? Rồi ông ta hỏi tiếp Đức Phật: bọn họ tại sao lại như vậy? Vì họ biết vạn pháp đều là duyên sanh, duyên tụ hội thì sanh, duyên tan rã thì diệt. Cho đến việc ông không muốn nó sanh cũng không được, chẳng mong nó diệt cũng không thể. Lúc này Đức Phật liền giảng pháp nhân duyên, hay còn gọi là pháp thập nhị nhân duyên. Nói một cách ngắn gọn sơ lược thì pháp này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật hiện tượng cho đến luân hồi đều do nhân duyên mà phát khởi. Nhân duyên hội hợp thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt. Sự thật vốn không có cái gì sanh, cái gì diệt cả. Cho ông ta nghe, ông ta mới vỡ lẽ: ồ, thì ra là thế. Sau khi Đức Phật nói về pháp nhân duyên xong, lại giảng tiếp: ông có biết không, đời người vốn như chim cùng rừng, khi hạn lớn đến thì mạnh ai nấy bay đi. Thọ mạng của anh ta hết rồi thì có muốn giữ cũng không giữ được. Mỗi người có nghiệp duyên và nghiệp báo của riêng mình. Pháp duyên khởi, thuyết duyên khởi cũng được gọi là nhân duyên sinh, vì bao gồm 12 thành phần nên cũng có tên khác là thập nhị nhân duyên, là một trong những giáo lý quan trọng nhất của đạo Phật. Thuyết này chỉ rõ mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong một mối liên hệ với nhau. Chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác, làm thành một vòng với 12 yếu tố. Các yếu tố này làm loài hữu tình cứ mãi vướng mắc trong luân hồi, chính là như vậy. Đây không phải như pháp thế gian mong còn có thể cứu giảng được đâu. Vị đạo sĩ này nghe xong thì bỗng nhiên đại ngộ: cùng một pháp thì nói như vậy. Đức Phật trước tiên giảng về pháp nhân tình để an ủi lòng ông ta, sau đó mới nói về pháp duyên sanh, khiến cho ông ta nhìn rõ sự vô tình của duyên sanh duyên diệt trên cái thế gian này. Thế là vị tu hành ngoại đạo này liền ngồi xuống trước mặt Đức Phật và thọ nhận năm giới cấm. Vua Lưu Ly tiêu diệt dòng tộc Thích Ca. Phật pháp nói nhân quả, bất luận là thiện nghiệp ác nghiệp, giả sử trăm ngàn kiếp thì nghiệp tạo tác vẫn không mất. Khi nhân duyên hội đủ thì quả báo vẫn phải tự nhận chịu. Cái quả báo đó hoàn toạn không phải là hôm nay bạn làm thì hôm nay phải nhận. Nhân quả không phải là cùng lúc. Hôm nay làm trồng nhân ác rồi thì ngày mai phải chịu sao? Chưa chắc. Đời sau chịu sao? Hay là đời sau nữa? Hoặc vô lần kiếp sau? Cũng chưa chắc. Nhưng tóm lại, nhất định một ngày nào đó sẽ gặp phải thôi. Ví dụ của loại nhân quả này có quá nhiều rồi. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện cho mọi người nghe. Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca của chúng ta sinh trong dòng dõi vua chúa ở Ấn Độ. Ấn Độ có 4 giai cấp, cao nhất là Bà La Môn, xếp thứ hai là giai cấp vua chúa Sát Đế Lợi, xếp thứ ba là Phệ Xá, chỉ cho giai cấp sĩ nông công thương thông thường. Giai cấp cuối cùng gọi là Thủ Đà La, tức là nói tầng lớp tiện dân hèn hạ. Đức Thế Tôn Thích Ca thuộc dòng dõi hoàng gia của nước Ca Tỳ La Vệ. Ở gần nước Ca Tỳ La Vệ có một đất nước tên là Kiêu Tác La. Đứng đầu nước đó là vua Ba Tư Nặc. Ông ta muốn tìm người con gái nào thuộc dòng dõi vua chúa Môn Đăng Hộ Đối để cưới, bèn tìm đến tộc Thích Ca, muốn cùng họ tính chuyện cưới hỏi. Lúc đó Đức Thế Tôn Thích Ca đã xuất gia rồi, ngài đang sống một cuộc sống bình yên tĩnh lặng. Tuy rằng vua Ba Tư Nặc cũng là hoàng tộc, nhưng người của tộc Thích Ca cứ cho rằng bản thân họ mới là tôn quý nhất, nên vẫn không chịu bàn chuyện hôn nhân với ông ta. Thế nhưng họ lại sợ thế lực lớn của vua Ba Tư Nặc, nếu từ chối thì lại không ổn. Thế là họ bèn đem một nô tỳ trong hoàng gia ra giả mạo làm công chúa để hứa gả cho vua Ba Tư Nặc. Nàng nô tỳ đó tuy là hạng người thấp hèn nhưng có dung mạo vô cùng xinh đẹp, xem ra còn có dáng vẻ ôn hòa lương thiện, có phước báo.
Đây chính là phu nhân Mạc Lợi. Sau này bà sinh ra thái tử Lưu Ly. Vị thái tử này sau khi lớn lên không những là xoán ngôi vua cha mà còn tiêu diệt luôn cả dòng tộc Thích Ca. Lúc này Đức Phật tuy là muốn cứu vãn nhưng nhân quả nghiệp báo quá nặng, nhất thời cứu không nổi. Tại sao vua Lưu Ly muốn diệt dòng tộc Thích Ca? Việc này có nhân gần và nhân xa. Nhân gần là lúc thái tử Lưu Ly còn nhỏ, có một lần đi đến nước Ca Tỳ La Vệ để học kỹ thuật bắn cung. Vừa lúc gặp giảng đường mới xây của Đức Phật sắp khánh thành, thái tử cũng đến dạo chơi. Người của tộc Thích Ca cho rằng nếu con cái do từng lớp nô lệ sinh ra mà đi vào giảng đường thì sẽ khiến cho nơi đất thánh bị ô uế bẩn thỉu, bèn ra lệnh phải đưa thái tử về nhà. Hơn nữa, bất cứ nơi nào có dấu chân của thái tử bước đến thì tất cả phải đào lên 7 thước, thay lại đất sạch khác. Thái tử Lưu Ly phải hứng chịu kiểu bị làm nhục này, liền phẫn uất hận thù mà phát lời thề độc rằng: để đến khi nào ta lên làm vua, nhất định sẽ tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Còn nhân xa là như thế nào nữa? Trong quá khứ vô lượng kiếp về trước, có một cái thôn trang. Trong thôn trang có một cái ao lớn. Vào năm bị đại hạn, nước trong ao do khô hạn mà sắp sửa bị cạn kiệt hết rồi. Cá ở trong ao từng con một lộ ra khỏi mặt nước. Người trong thôn trang bắt cá về ăn rất dễ dàng. Lúc đó lại đúng vào năm bị nạn đói, còn người ngay đến cả cỏ cũng đã ăn. Vậy thì có cá sao lại không ăn chứ? Trong đó có một con cá to đặc biệt. Người trong thôn bắt nó lên rồi đem để ở bên cạnh ao. Người đến xem nó rất đông. Khi đó Đức Thích Tôn là một đứa trẻ trong thôn. Lúc ấy cậu bé cũng cầm trong tay một cây gậy. Nhìn thấy con cá đó to như vậy, không ngăn được tính nghịch ngợm, bèn đập lên đầu nó 3 cái. Con nít chơi đùa vui mà. Sau đó người của thôn trang làm thịt con cá bự này ăn, gieo trồng cái nhân ác này. Ngày nay nghiệp quả đã thành, quả báo đến rồi. Phật Thích Ca bị đau đầu 3 ngày, còn người của thôn trang này nay chuyển sinh là dòng tộc Thích Ca. Con cá to kia đầu thai chuyển kiếp thành thái tử con vua Ba Tư Nặc, sau đó là vua Lưu Ly. Vua Lưu Ly do bởi kiếp xưa bị người ta tàn sát, nấu nướng để ăn, đã dấy lên cái nhân sân hận sâu xa. Lại có cái nhân gần là bị tộc Thích Ca làm nhục, cho nên ông ta liền tiêu diệt cái dòng tộc Thích Ca. Đây là nhân quả, tuyệt đối chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Lúc đó Phật Đà đã thành đạo rồi, nước Ca Tỳ La Vệ là tổ quốc của Ngài, tộc Thích Ca là gia tộc của Ngài. Ngài có muốn cứu họ không? Đương nhiên là muốn cứu. Nhưng không cách nào cứu nổi, vì nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà. Cho nên tất cả pháp đều là nhân duyên sinh, nhân quả không chế tất cả. Đây chẳng phải việc có thể dùng sức thần thông mà có thể cứu được, chắc chắn phải dùng công đức hòa giải mới được. Nếu như kiếp trước người trong thôn trang ấy có thể ăn chay thì sao có thể cảm ra cái quả báo ác này? Cho nên hy vọng mọi người, ai không ăn chay thì phải thay đổi, đừng có tiếp tục tạo cái nhân ác này nữa. Nếu không sau này lúc bị chịu khổ thì có kêu trời than đất đến thế nào cũng vô ích mà thôi. Tại sao lại có thắng hội Vu Lan Bồn? Nguyên do là muốn nói đến câu chuyện Tôn giả Mục Liên cứu mẹ. Tôn giả Mục Liên sinh ra trong một gia đình rất giàu có ở Ấn Độ. Nhưng mẹ của ngài là một kẻ giàu có mà bất nhân, một chút tâm từ ái cũng không hề có. Tài sản trong nhà bà ta cất giữ rất chặt chẽ, không đành lòng bố thí đi. Số tiền lớn bà ta không chịu bỏ ra đã đành, mà số tiền nhỏ cũng không nỡ buông xả. Nếu có đồ đạc gì dư dật cũng cứ để đó, lâu không dùng đến sẽ bị hư hỏng. Nhưng bà ta thà rằng để cho bị hư hại, chứ cũng nhất quyết không chịu bố thí cho người khác. Bạn mà đến nhà bà ta khất thực thì coi chừng bị bà ấy lấy chổi chà quét bạn đi luôn. Lúc bình thường không bố thí thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng đến năm nào bị nạn đói kém, bà ta còn đem cất giấu kỹ càng tất cả gạo và ngũ cốc, thấy chết cũng không cứu. Một con người tham lam keo kiệt đến mức ấy, đâu có chuyện không bị chiêu cảm ác báo nặng nề chứ. Cho nên
bà ta vừa chết thì liền bị đọa vào cảnh quỷ đói. Hình dạng của quỷ đói như thế nào? Cái bụng thì lớn như biển, nhưng cổ họng thì lại nhỏ xíu giống như cây kim. Nếu có đồ ăn cho vào cũng không thể nào no được. Có điều là trong đường quỷ đói, quỷ dù có cổ họng to cũng sẽ không có đồ ăn nào vào được, vì ác nghiệp chiêu cảm mà. Đồ ăn đến trong tay, trong miệng rồi thì lập tức hóa thành ngọn lửa cháy. Quả báo của quỷ đói gọi là trăm ngàn năm không được nghe đến tên của tương và nước. Nghĩa là chúng sanh bị đọa trong cảnh quỷ đói do nghiệp lực chiêu cảm mà đói khát khốn khổ, không được ăn uống. Ngay cả tên của món ăn hay nước uống cũng không được nghe đến, huống chi là được nhìn thấy. Giả dụ nếu có nhìn thấy nước sạch thì cũng bị biến thành máu đặc và vô vàn những sự khổ khác không nói hết. Tôn giả Mục Liên trước khi nghe được Phật Pháp, Ngài là một ngoại đạo, sau đó theo Đức Phật xuất gia tu hành, chứng đắc quả A-la-hán. Ngài là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, còn được gọi là thần thông bậc nhất. Sau khi Ngài xuất gia, biết được mẹ mình lúc sống giàu mà bất nhân, sau khi chết chắc chắn bị đọa lạc, nhưng Ngài chưa thành đạo, đạo nhãn chưa khai mở, nên không biết mẹ bị đọa vào nơi nào. Đợi đến khi Ngài chứng đạo quả, liền dùng thiên nhãn quan sát khắp thế gian, thì nhìn thấy mẹ mình đang bị đọa trong đường quỷ đói, phải chịu sự đau khổ của đói khát, bị lửa thiêu đốt cổ họng. Mục Liên nhìn thấy mẹ mình phải chịu khổ như vậy, liền cầm một bát thức ăn, vận dụng thần thông đi tới cảnh quỷ đói, muốn đút thức ăn cho mẹ dùng. Sau khi Ngài đến cảnh ngạ quỷ, đương nhiên những con quỷ đói khác ở đó cũng rất nhiều. Bát cơm này vừa truyền đến tay mẹ Ngài, bà ta sợ những con quỷ bên cạnh cướp giật đồ ăn của mình, nên tay trái thì đưa ra lấy bát, tay phải liền che đậy phần trên mặt bát cơm. Thật là tính tham lam bủn xỉn đang thấm sâu vào máu. Đến lúc này vẫn không có một chút tâm thương xót, đồng cảm với người khác. Nhưng khi tay trái của bà vừa nhận chiếc bát, tay phải che đậy bát cơm, thì cơm đó bỗng biến thành ngọn lửa cháy lớn. Đây gọi là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Lúc đó nếu bà ta phát được một chút tâm hối cải, biết được cái khổ đói khát của quỷ đói, thì khi nhận được bát cơm này, bà ta nên sang bớt một chút cho người ta ăn. Nếu có cái tâm thí xả này, không chừng cái bát cơm đó sẽ không bị biến thành ngọn lửa đỏ. Tôn giả vì cứu mẹ mà đến, không ngờ bát cơm ấy là biến thành một ngọn lửa, không thể giải thoát cảnh khổ cho mẹ. Lòng Ngài thật là lo lắng như lửa đốt. Ngài khóc to thành tiếng, vội vàng chạy về đến kỳ viên của ông Cấp Cô Độc tìm Đức Phật, cầu xin Phật Đà chỉ dạy cho Ngài phải làm sao thì mới có thể cứu vớt được người mẹ. Phật Đà bảo với Ngài, cái loại ác nghiệp, tội căn tham lam bủn xỉn của mẹ ngươi đã kết rất sâu. Việc này chẳng phải có thể dùng đạo lực thần thông của một mình ngươi mà có thể cứu vớt được đâu. Mục Liên hỏi, vậy thì phải làm thế nào ạ? Đức Phật an ủi Ngài, nhất định phải nhờ vào sức của chúng tăng mới có thể độ thoát mẹ của ngươi. Đạo lực của đại chúng trong tăng đoàn kết hợp vào với nhau giống như nước trong biển lớn vậy, lửa nào mà chẳng thể dập tắt được, ngay cả lửa của núi lớn cũng có thể dập tắt được. Ngươi nên đợi đến ngày rằm tháng 7 viên mãn kiết hạ, ngày mà chúng tăng tự sám hối, hãy đem 100 món ăn ngon được chế biến tinh xảo đựng trong bồn mà đến cúng Phật và cúng dường chư tăng, sẽ đạt được công đức vô lượng, liền có thể tiêu trừ tội tham lam keo kiệt của mẹ ngươi. Như vậy thì chẳng những cha mẹ đời này mà cha mẹ trong 7 đời quá khứ cũng đều được độ thoát. Đây chính là nguồn gốc ra đời của lễ hội Vu Lan Bồn. Vu Lan là từ trong tiếng Ấn Độ, còn trong tiếng Trung Quốc chính là treo lộn ngược, giống như con người ở trong địa ngục phải hứng chịu hình phạt đau khổ là chân bị buộc ngược lên, đầu bị lộn xuống đất. Bồn là vật dùng để cứu hộ, vì vậy Vu Lan Bồn chính là ý nghĩa cứu cái nạn bị treo lộn ngược, giải cứu khỏi đau đớn, thống khổ vậy. Phải hứng chịu hình phạt hỏa đồ, nghĩa là con đường lửa ở địa ngục,
đây là địa ngục nóng. Còn trong địa ngục hàn băng đều là băng lạnh buốt. Địa ngục nhiệt nóng tình trạng như thế nào? Ví như ném một tảng đá to khổng lồ kích cỡ khoảng 40 cây số vuông từ trên trời đao lợi xuống, vừa rơi vào hố lửa của địa ngục này thì sẽ bị chảy thành nước ngay chỉ trong một phút. Bạn xem, sức lửa nhiệt ở đây nóng đến như thế nào? Lửa này e rằng không chỉ có ngàn độ mà là nóng đến 10.000 độ luôn rồi. Địa ngục hàn băng thì lại như thế nào đây? Đó không phải là lạnh âm mấy chục độ, mấy trăm độ, mà là lạnh âm 10.000 độ. Bất kỳ cái gì vừa xuống đến đó đều bị đóng băng hết. Một người mà đến địa ngục hàn băng rồi thì không những da thịt sẽ đóng băng cứng đến nỗi nứt vỡ hết ra, mà ngay cả xương sẩu cũng đóng băng lạnh đến nỗi tất cả đều vỡ tét ra. Cái sự đau đớn, thống khổ đó không thể nào chịu nổi đâu. Mọi người hãy nghĩ mà xem, mẹ của Mục Liên nếu không có người con trai như ngài xuất gia, hoặc là xuất gia rồi nhưng chưa chứng đạo quả, thì cái sự khổ cùng cực bị đọa trong đường quỷ đói của bà ta có cứu được không? Chắc chắn cứu không được. Người thế tục tận hiếu là chỉ phụng dưỡng cái thân của cha mẹ thôi, dâng một chút trà, một ít cơm, khi nào có bệnh đau thì chăm sóc cho cha mẹ. Đây có phải là con có hiếu không? Đương nhiên như thế cũng có thể tính là con có hiếu, nhưng cái hiếu thảo đó không triệt để. Có câu rằng cha mẹ rời khỏi trần gian ô uế thì cái hiếu của người làm con mới gọi là thành tựu. Tôn giả Mục Liên có thể cứu mẹ mình ra khỏi con đường quỷ đói, đây mới là cái hiếu đúng đắn. Duy chỉ có việc xuất gia mới có được sức mạnh này thôi đấy. Nếu bản thân bạn vẫn đang ở trong nghiệp chướng ô trọc, nhập nhằn, thì bạn làm sao mà độ thoát cha mẹ được? Bởi vì cái nhân duyên tôn giả Mục Liên cứu mẹ này mà phát khởi lên lễ hội Vu Lan Bồn. Trong kinh Vu Lan Bồn giảng, làm pháp hội này sẽ có thể độ cha mẹ trong 7 đời quá khứ. Cho nên mãi đến ngày nay cho đến sau này, phàm là một ngày nào còn có Phật Pháp tồn tại, thì những người đệ tử Phật đều sẽ làm công đức cúng trai tăng vào cái ngày rằm tháng 7 chư Phật hoan hỷ này để độ thoát cha mẹ trong 7 đời của mình. Có điều, đấy chỉ là độ cho cha mẹ trong 7 đời quá khứ mà thôi. Nếu chúng ta mà niệm Phật thành tựu được rồi, sanh đến Tây Phương thành Phật Đạo, thì không những có thể độ thoát cho cha mẹ mình trong nhiều đời nhiều kiếp, mà còn độ được cha mẹ của vô lượng chúng sanh nữa. Cho nên mọi người cố gắng tinh tấn niệm Phật lên nhé. Khổ. Dù chúng ta có một vị Phật tử, trong nhà có một cô con gái bị đau đầu kinh niên. Cái lúc nào bị đau đầu là muốn nhảy lầu tự sát, bởi vì sự đau đớn ấy thực sự quá khủng khiếp, khiến cô ta chịu không thấu. Không chỉ là phàm phu có bệnh đau đầu thống khổ đến mức chịu không nổi, mà ngay cả đến vị cao tăng đại đức, đạo đức và học vấn sáng ngời ngời, chỉ cần nghiệp báo vừa hiện tiền thì cũng phải chịu sự thống khổ khó có thể chịu đựng nổi giống như vậy. Trong truyện về Đại sư Huyền Trang có đưa ra một thí dụ. Trước khi Đại sư Huyền Trang đến Ấn Độ, gặp được luận sư Giới Hiền. Luận sư là danh từ chỉ những vị tỳ kheo chuyên nghiên cứu luận tạng, sau này thường dùng để chỉ những vị cao tăng với những bài luận giảng có đóng góp lớn cho sự phát triển tư tưởng của Phật giáo. Thì luận sư Giới Hiền bị bệnh nặng đầy người. Lúc phát bệnh thì toàn thân giống như bị kim chích lửa đốt vậy, thật là quá đau đớn, không cách nào chịu đựng được. Tuy rằng biết rõ tự sát cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng ngài đau đớn đến nỗi không còn cách nào chịu đựng nổi, cứ muốn dùng cái chết để mong giải thoát. Trong lúc ngài đang đau đớn đến độ muốn tự sát cầu được chết, đêm hôm đó bỗng mơ thấy ba vị Bồ Tát. Người có thân sắc vàng là Bồ Tát Văn Thù, vị có ánh sáng lưu ly là Bồ Tát Quán Thế Âm, vị có sắc sáng bạc là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Văn Thù nói với ngài: Luận sư Giới Hiện, ông ngàn vạn lần không được tự sát. 3 năm sau, ở nước Đại Đường sẽ có một người xuất gia đến đây để học đại pháp với ông, sau đó sẽ đem Phật pháp hoằng dương đến Đại Đường. Vì Phật pháp bây giờ ông bắt buộc phải nhẫn chịu sự đau đớn. Do nhiều đời trong quá khứ ông đều làm quốc dương, vì tham ăn thịt chúng sanh
những sinh mạng bị ông hãm hại quá nhiều rồi. Hại mạng thì phải đền mạng. Nhưng do công lực tu hành của ông và công đức chuyển bánh xe pháp to lớn nên đã được chuyển thành nghiệp nặng mà nhận quả báo nhẹ. Bây giờ ông nên chí tâm sám hối tội lỗi nghiệp chướng của chính mình, cố gắng tiếp nối huệ mạng của Phật. Tội nghiệp của ông tự nhiên sẽ được tiêu trừ. 3 năm sau, Đại sư Huyền Trang quả thật đến Ấn Độ cầu pháp với luận sư Giới Hiền. Luận sư Giới Hiền ra lệnh cho đệ tử kể với Đại sư Huyền Trang bao nhiêu nỗi thống khổ khi chịu bệnh tật của ông, cùng với chuyện Bồ Tát báo mộng cho biết. Các đệ tử vừa khóc vừa thuật lại. Những vị tăng ngồi ở đó sau khi nghe xong đều thở dài cảm thán nhân quả thật là không sai một mảy may. Đại sư Huyền Trang thì vui buồn lẫn lộn, càng hạ quyết tâm phải dốc hết sức mà học Phật Pháp. Bạn xem, luận sư Giới Hiền do trong đời quá khứ tham ăn thịt chúng sanh, ngày nay ác nghiệp chín mùi mà phải chịu quả báo. Quý vị học Phật chính là phải cầu thoát khổ được vui mà. Với tư cách là đệ tử Phật mà bạn còn tạo nhân ác thì sao có thể thoát khổ được vui? Cho nên quý vị nhất định phải hạn chế sát sanh và ăn chay. Đừng có nói làm vậy là từ bi đối với máu thịt của những sinh linh kia, mà thực ra là từ bi đối với chính bản thân mình, để trong tương lai không bị chịu quả báo kiếp nạn đau binh, cũng không phải chịu cái khổ đau của bệnh tật. Lão Hòa Thượng tôi hy vọng quý vị hiểu rõ nhân quả, biết sợ nhân quả, thay đổi thói quen ăn cá ăn thịt, đừng có giữ cái gan lớn với ông trời. Phạm giới rồi mà vẫn không sợ, đến khi nghiệp báo hiện tiền thì bạn chịu không thấu đâu. Mọi người nghĩ mà xem, bạn đấm tôi một cái, tôi liền đã bạn một phát. Con người chính là như vậy mà. Còn những con vật kia, bạn không những giết nó mà còn ăn thịt nó, uống máu nó, gặm xương nó. Cái mối thù sâu quán lớn này, khi nhân duyên hội đủ, bạn bảo nó có tha cho bạn hay không? Đến lúc đó bạn có quỳ xuống kêu gào gọi tên cha của nó cũng sẽ không tha cho bạn đâu. Hy vọng mọi người tốt nhất là nên đổi miệng sang ăn chay đi, để tránh khỏi tương lai khi phải đền trả món nợ mạng thì có khóc lóc van xin cũng chẳng ích gì. Bạn ưa ăn thịt, bây giờ bạn ăn đến mức độ rất có mùi vị, đến khi trả nợ phải chịu quả báo khổ đau thì đừng có mà oán trời trách người. Nên biết sát sanh là món nợ sinh mạng, là gặp phải quả báo hiện đời bị chết yểu, thân thể nhiều bệnh tật cùng rất nhiều những quả báo khác. Quả báo sau này là đọa vào 3 đường ác. Xin khuyên mọi người nên hạn chế sát sanh để khỏi phải chịu các quả khổ.